Israel đã tăng cường chiến dịch không kích giải Gaza trong bối cảnh Tel Aviv đang chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo trong cuộc chiến chống lại Hamas. Theo hãng tin CNN, ở phía bắc giải Gaza, ít nhất 26 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel vào trại tị nạn Jabalia, một trong những trại tị nạn lớn nhất ở Gaza. Ở miền nam Gaza, người phát ngôn Bộ Y tế Ashraf Al-Kidra cho biết 29 người đã thiệt mạng ở thành phố Rafah sau khi bốn ngôi nhà bị ném bom ngoài ra nhiều tòa nhà ở các thành phố rafah khan yunis trung tâm gaza và thành phố gaza đã bị tấn công trong đêm theo cnn đây là chiến dịch không kích kéo dài nhất của israel tại miền bắc giải gaza trong hai tuần qua